Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng bảy khẩu VIP để săn zombie trong một trận. Thì các bạn không hiểu tại sao lại mình nói 7 khẩu VIP thì mình sẽ tính thêm 2 khẩu DE VIP trong cái kho đồ mình mang theo, DE Bone Beast và DE Thunder. Gồm 5 khẩu VIP là khẩu MSG 90 bits cùng với những cái khẩu khác lát thì anh em sẽ biết ngay thôi. Rồi, bây giờ thì nói 7 khẩu VIP thôi. Nhưng lát thì làm zombie thì cứ anh em cứ xác định là sẽ không biết là bao nhiêu, còn bao nhiêu khẩu VIP ở đây. Rồi mình sẽ đi lên thẩm du rồi. Rồi không nhây làm cái gì. À hàng này. Úi ôi, hàng thơm thế này. Bảo sao em lên thẩm du được. Này thì đùa với tôi này. Rồi một pha cận chiến ăn hên. Pha đấy đâm đúng là headshot luôn. Cây này thì bắn cũng khá là bình thường. Nhiều anh em hay thắc mắc tại sao lại có tại sao nên mua khẩu nào. Đúng rồi, thơm quá. Tức là mua khẩu này hay là múc lên khẩu Thompson Inferno VIP 2, tức là Thompson ICE băng gì gì đấy, quên bảng cái tên rồi. Đúng rồi, chết im một lũ. Rồi đừng ngơ khinh người ta. Đấy, tuy nhiên lại bị lừa tình. Rồi cái số là nó luôn luôn là khổ thế thôi. Rồi cuộc tình dù đúng dù sai, nhưng mấy thằng dai nó luôn luôn cắm đầu vào thằng mồm thằng tơ ạ. Cái định mới này, liếc thấy tôi thì phải báo trước một câu. Thích thì tán, chán thì thôi, mà lôi thôi thì bỏ nhá. Đừng có đùa với ân ST. Rồi rồi mình sẽ quan sát tốt hơn. Thế mèo nào, đừng thấy thằng tơ nó AFK mà khi người ta, trong khi người ta nó rất là nguy hiểm ấy. Rồi nguy hiểm cỡ nào khi mà đùng hàng đứng hai thằng. Rồi mình phải thay đạn thôi. Bắn khẩu này thì một tốt nhất là sẽ có hai lựa chọn anh em, một là đi săn, hai là thẩm du. Thì đấy mình nói như là sẽ sai, thì có hai cái lựa chọn đấy, dĩ nhiên là anh em sẽ đi thẩm du rồi. Nhưng thẩm du thì nên tìm cho mình là tốt nhất là một chỗ kín đáo một tí, không nên đứng ra như mình. Đứng như thế này là phơi hàng cho chúng nó ăn đấy, chứ không phải là đi săn, à không phải là thẩm du. Tại vì khi mà anh em bật nhắm lên thì nó nhắm lên rất là lâu, và cái khoảng cách chúng ta quan sát thì chỉ là một vòng tròn bé bé thôi. Nên khi mà thủ như thế này thì nó thực sự nó không tốt. Rồi tuyệt vời, chúng ta sẽ cùng qua khẩu tiếp theo. Anh em hay thắc mắc là nên mua hai khẩu nào, thì mình nghĩ là mình, nếu là mình sẽ chọn là Thompson băng. Thế thôi, không nghịch gì nhiều. Thompson băng mà táng thôi. Đúng rồi. Rồi, chúng ta đã hoàn thành hai khẩu VIP ấy nha. Rồi, trận này thêm hai nữa là 4 rồi. Ơ, cái định mới. Rồi, nó đã loại đi hai phương án sai. Này thì đi luôn này cưng. Rồi, đúng rồi, nhây này. Lần đầu tiên thấy thiên nhiên nguy hiểm ở đây. Rồi, đây không phải là lần đầu tiên, mà N lần rồi. Mẹ biết sợ là gì. Ôi, thằng nào đây? Mình thấy cái bóng dáng. Ấy, thấy cái bóng dáng rồi. Thế mà không chạy. Phòng này đúng nhây. Phải gọi đi săn rồi mắc nhây. Trời ơi, cầm 3Z à? Hay là AWM đấy? Đứng thẩm du rồi, mặt cứ ước đi đâu. Rồi, đợi tôi, đợi tôi. Trời ơi, liếc đi đâu hả rồi? Bạn chạy đi đâu cho nó thoát bây giờ? Rồi, cái thế đi là rất là ngáo. Vãi. Đã thế rồi còn cầm gắt linh. Quỳ. Mình cạn lời rồi, khô lời, héo lời. Tôi cái định mới mất cái giáp của tôi. Làm gì mà căng. Úi rồi, bố trâu lắm. Trời ơi, tôi như một con bò ấy. Cứ thử trưởng lực của tôi đi, sẽ biết là mùi của nó như thế nào. Mùi phải gọi. Thôi thôi, không không nói nữa. Cái mùi của em nó bốc mùi kinh lắm. Nói thêm nữa ấy, mấy thằng hero nó chạy đi thì tiếc lắm. Rồi, thằng hero đang đứng trong kia. Có cái điện mới, sao hay lag này. Ui, vãi. Im một lũ ạ, cạn lời. Anh em có thể chụp một tấm ảnh đăng lên group. Dã man. Rồi, chúng ta sẽ chính thức chơi khẩu RPK Inferno Dragon. Và sẽ tính là 4. Dã man. Rồi, một pha làm tơ đã mất, làm mình mất đi hai khẩu. À không, một khẩu thôi. Tại vì mình chỉ mang hai khẩu VIP vào thôi, hai khẩu cover VIP vào. Và hình như thì CM thì CFL thì cũng chỉ có hai khẩu VIP này thôi, nên cũng không có thể tính thêm được. Rồi,
Ôi, biết ngay mà. Tôi không tham đâu. Thôi, còn một máu vẫn không bắn. Thôi, phải quay ra xem thằng đằng sau nào móc không. Bọn này nguy hiểm lắm. Trời ơi, RPK đấy. Nhây cái gì? Cậu này nó phải gọi là mắc trâu bò rồi. Cậu này còn hơn trâu bò nữa, đừng đùa. Đam thì to cho bá. Sấy thì không biết đường nào hết đạn. Và cũng không khá nặng lắm. Cũng khá là vừa vừa. Vừa vừa cho chúng ta đi săn. Chứ không phải nặng như những cái khẩu MG khác. Vip mà nặng thì bố ra nào chơi. Đùa. Vip mà nặng thì thôi. Em éo thèm mua nữa. Em mua MG3 cho nó chắc chuyện. Đấy. Vừa nói xong là có cái thanh MG3 hiện lên. Trời ơi. Dã man. Đấy. Ủa ơi. Lại nơi. Rồi tỉnh phết. Tự nhiên mắc tỉnh luôn anh em ạ. Rồi gì đây. Solo rồi. Mày solo này cưng. Thôi bắn luôn đi. Thôi không nhây. Thôi em đâu ngu. Mất giáp rồi. Liều mạng làm cái gì. Thôi. Úi trời ơi, mình đẹp, tuy mình đẹp nhưng mình đâu có khủng nhá. Mình không bị khủng. Thôi, còn nói thật mình không cận chiến thì thôi chứ. À mình cận chiến thì dính chứ còn không cận chiến thì cứ xác định là còn lâu mới cào được mình. Thế luôn đấy. Khẩu này nó bá lắm anh em ạ. Cứ vác vào sàn thì anh em cứ xác định thôi. Khỏi nhây làm cái gì. Sau lưng kia. Úi trời ơi, cái gì đấy. Mình sẵn sàng đứng đây cân cả bầu trời. Nói thẳng thắn luôn. Cân. Bố mày cân nhá. Ôi tao sợ mày quá đấy. Trời ơi. Bắt bố bao nhiêu lần rồi không ăn được. Ôi sợ bạn quá cơ. Đúng rồi, hai thằng chấp luôn. Thôi anh em đừng cover để tôi. Để tôi thể hiện cái đẳng cấp xem nào. Cái mấy bọn này nó nuốt hết ạ. Hàng ơi đâu tuôn vào mồm chúng nó. Mồm tôi này. Trời ơi thằng MG3. Mày hết đạn chưa. Rồi lại MG. Tao ghét cái thằng MG trên đấy nhá. Mày nhây nữa mày chết chắc với bố ấy. Trời ơi. Làm gì mà căng. Rồi chúng ta sẽ cùng đổi sang Thompson Inferno Dragon. Ê chết nhầm. Thompson Ice Dragon à, phải gọi là Thompson Mang. Rồi mình không biết là mình đọc tiếng Anh chuẩn chưa. Cái này mình dựa vào Google dịch thôi. Email là ngủ tiếng Anh cực. Cái nào cũng phụ thuộc vào chị Du Google dịch. Đôi lúc chị ý trôn cho nữa. Rồi mèo biết chuyện gì đang xảy ra. Ở chị ấy trôn mà trôn một cách rất là vì diệu. Khiến ai cũng ai không biết tiếng Anh cũng phải tin theo. Dã man thật rồi. Chị ý là một cái thần thánh. Phải gọi là đẳng cấp đi trôn rồi. Ông cái điện mới. Sao lưng bạn ấy. Sao. Rồi hiến mạng nào. Úi xồi ôi đằng kia nhây. Rồi. Anh em phải công nhận là cái vòng này mắc nhây anh em ạ. Thế mèo nào. Zoom bay tới. Mèo cần chạy. Bố mày cơn nhá. Rồi và em đã làm zoom bay. Số tôi thì nó chỉ có thế thôi. Không nhây làm cái gì. Rồi. Úi ôi thơm thế. Thằng tiếp theo đâu. Úi ôi đây. Cái điện mới. Thôi. Nát rồi. Chuẩn bị đợi hero thôi. Nhây làm cái gì. Bọn này không cần nhây. Đợi hero vả cho nó sướng em ạ. Úi ôi. Thôi em té, thấy cái bóng dáng của thằng Zumbai. Đấy, có sai đâu. Cái mặt nó liếc một cái là mình biết rồi. Đấy, đứng đây đợi hero thôi. Không nhây. Thôi. Từ á, mình sẽ đứng đây thủ một tí để đợi hero. Sắp có rồi. Sắp có rồi. Thôi. Thôi. Đấy, mình nói sai đâu. Thôi. Mắc phê là đây. Thôi, quay lại đây. Đấy, viết tên em ngàn lần trên cát. Để sóng nó đánh nát mặt em luôn. Đấy, sấp mặt chưa. Đấy, anh hân hạnh tài trợ chương trình này. Chương trình bán hình. Bán hình Zumbai. Mày đi, đánh sấp mặt mày luôn. Đánh sấp mặt, đấm đánh sấp mặt em luôn. Úi dồi, hào nó cứ yếu máu, cứ nháo nhào lên lao vào mồm mình. Dã man thật. Bọn này phải gọi là mắc nguy hiểm, mắc nhây. Lâu lâu thì gặp mấy cái vòng nhây này lại ăn kill tuyệt vời. Đấy, mình cần những người như anh em ở cái vòng này. Cứ duy trì nhá. Hăng lên, không cần nằm du, nhây vào. Mình cần những cái đấy thôi. Rồi, hết giờ bà rồi. Hết rồi. Cào cấu cái mắm gì nữa.
chúng ta sẽ qua khẩu A12 VIP. Tại vì cây nỏ không phải là VIP nên sẽ không tính là VIP được. Nên chắc chắn đợt này sẽ là mấy ta? À, hình như là 6. 6. À mà cái khẩu lục Thunder mình không có dùng. Cái định mới lại mất một khẩu của bố rồi. Thôi trận này tính là 5 đi, ở clip này tính là 5 cũng được. Tại vì cái khẩu Thunder mình không có xài. Mình toàn xài khẩu thâm sơn thôi. Đáng lo. Biết thế em có bắn chút chút là cái mồm mình nó lại quơ lơ lại có 6 khẩu VIP rồi. Thế mèo nào không bắn được một viên. Thế nhưng mà mình nhớ là mình không bắn được một viên luôn. Dã man thật. Rồi còn cây nỏ này thì nó là nỏ thần chứ không phải nỏ VIP. Đáng lo. Rồi. What? Làm mình hết cả hồn. Rồi thằng kia cào xa. Dã man. Rồi chuẩn bị có một thằng cào xa thì phòng sẽ dễ nát lắm đây. Té đi em ơi. Đúng rồi. Mình biết hai bạn đây rồi. Té đi. Vai nồi. Lên. Làm cái gì thế không biết. Đây quay lại đây. Tao lại sợ mày quá đấy. Rồi. Úi trời, hai thằng. Rồi thằng kia nó yếu máu nó sợ rồi anh em ạ. Còn thằng này. Tiễn bạn. Rồi. Bạn hãy thoát đi. Đây là cách duy nhất để tiếp thêm cái sức mạnh cho bạn thoát khỏi cái phòng này. Đúng dã man. Đây 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 đây. Đứa nguy hiểm với tôi. Ui. Vai thật. Lâu lâu lại nó chơi quả vào đầu thế kia thì cận chiến sao bây giờ. Ui. Ui chết chết chết. Cái mặt cái thằng zombie mai. Rồi. Ui vãi không cào. Cái gì không cào mình. Cảm ơn bạn nhá. Chắc là bút kêu em mà. Cảm ơn. Tuyệt vời. Bút chứ đừng cào mình nhá. Đây 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 đây. Mình đây mình đây. Trời ơi. Đấy. Chạy lại đây. Đúng rồi. Không biết là thành nhân bút kêu hay là muốn hại mình. Cái này mình không biết được. Rồi chắc là đứng thế chắc là bút kêu à. Đấy. Thành nhân bút kêu này. Đúng rồi. Cái định mới. Ô càng xa. Ô cái định mới. Trời ơi. Thắm lọ tôi. Tôi có làm gì sai đâu. Chỉ làm clip thôi mà. Ây à. Thiệt là khổ đi mà. Dần có tí rồi mà. Hơi hiếp cưng quá à. Này thì. Úi rồi. Kinh quá. Tây nhiên đủ như toàn ạ. À. Cạn lời. Ây à. Thiệt là khổ. Mày đi luôn này. Rồi ra. Ra nó làm con kẻ gì trong đấy. Đến hiếp thằng này em ơi. Giết tụi này. Anh em đâu? Cân. Chúng tao sợ mày quá đấy. Úi ôi, phải nói là chúng tao anh em ạ. Thế mèo này, nói mỗi mình thì mình không cân được. Nói thế thì vỡ mồm. Anh em đâu? Úi xồi, tuyệt vời. Hai thằng dung đôn bán mạng. Đúng rồi, như thần ạ. Đây, cái phòng này mới gọi là hăng anh em ạ. Đây mới gọi là hăng này. Xồi ôi, hết giờ. Phòng này đúng là mắc hăng. Và mình sẽ kết thúc clip này. Các bạn xem nếu thấy hay, quên like, subscribe kênh của mình nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.